Thưa quý vị, trong drama của cô Siêu Nguyễn Phương Hằng, chẳng hiểu có sao những thành phần ăn không ở rỗi, nhảy bổ vào drama một cách bất chấp dù chuyện chẳng liên quan gì đến họ. Có thể là kể đến như ca sĩ Đồng Xanh, nhà báo Ất Hiểm, cô YouTuber Hàn Sắt hay là anh hiệp sĩ mõm Nguyễn Xin. Siêu Đại Nam đã nhiều lần khẳng định không hề quen biết với Nguyễn Xin và không biết anh này là ai vì gần đây mới sử dụng đến mạng xã hội là Facebook và YouTube. Nhưng một ngày nọ, bà bất ngờ được liên hệ xin gặp mặt vào thời điểm bà chưa lên sóng. Cũng theo bà Phương Hằng, bà không ngờ rằng trong giới showbiz lại có những thành phần giang hồ như Nguyễn Xin, đồng thời lên tiếng thách thức tấn công bà thử coi. Và chưa dừng lại ở đây nữa, nữ đại gia còn công khai liệt Nguyễn Xin vào danh sách đen liên quan đến vấn đề từ thiện. Nguyễn Xin tiếp tục đăng đàn, đáp trả bà Phương Hằng khi bóc mẽ bà chủ Đại Nam ủng hộ bình oxy là để tham gia vào tất cả các gói thầu liên quan đến cung cấp oxy cho bệnh viện, và Nguyễn Xin mỉa mai CEO Đại Nam đừng đánh lận con đen là công tác thiện nguyện rồi, mặc sức biểu diễn cho người đời xem. Đồng thời anh cũng công khai cho biết sẽ gửi đơn kiện một số người vu khống đưa thông tin sai sự thật về phía mình cho cơ quan công an ngay khi bài viết này được đăng tải, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc với nhiều ý kiến trái chiều. Thêm vào đó, dù đã đăng tải bài bóc phốt bà Phương Hằng, nhưng Nguyễn Xin không đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào, đều là thông tin từ một phía do anh ta tự nói và tự dựng. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến giữa Nguyễn Xin và bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, khi mà cô Phương Hằng nhiều lần yêu cầu Nguyễn Xin nói địa chỉ để đến bẻ cây răng của anh này vì anh ta là ăn nói quá láo và hết sức bịa đặt và dẫn dắt dư luận, không khác gì bọn báo bẩn, dù đã lên tiếng nhiều lần yêu cầu anh ta một chọi một với nhau và yêu cầu anh ta một chọi một bớt nói nhiều lời trên truyền thông. Thế nhưng, Nguyễn Xin chưa một lần công khai nói địa chỉ. Mới đây, Nguyễn Xin đã hùng hổ tuyên bố bản thân đã nói địa chỉ, nhưng do bà Phương Hằng nhát gan không dám đến. Cụ thể, khi có một người vào bình luận, bao giờ anh tặng sách giáo dục công dân cho chị Hằng? Chứ ai yêu mến anh là bất kỳ lắm. Người ta dị nghị anh là giang hồ hán húa, chứ mạnh gì anh không dám đọc đến Nguyễn Xin và trả lời về báo lại. Với chị mày, thằng Xin nó đã nhắn địa chỉ nhà cho chị từ rất lâu, kêu chị mày check tin nhắn, chờ xong cứ đến là chung vui, ok, chưa đính kèm. Với đó là một đoạn chat có nội dung như sau. Chị hai nhà em ở Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, quận 7 nha. Chị hai chị đi tìm chi cho mệt. Em nhắn cho chị luôn, nhìn vào cách trả lời của Nguyễn Xin, người đủ sáng suốt vẫn tinh ý sẽ nhận thấy hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, anh ta cắt phần hình là không cho thấy phía người gửi nội dung này là ai. Thứ hai, nếu là anh hùng bản lĩnh thì cứ nói trực tiếp trên tường Facebook, việc gì phải nhắn qua Messenger, vì bà Hằng có triệu người ủng hộ tin nhắn một ngày, cả ngàn người nhắn chưa kể tin nhắn với người lạ vào hộp thư chờ. Như vậy có thể bỏ sót tin nhắn của anh ta, nếu Nguyễn Xin có nhắn thực sự làm vậy, thật mất thời gian của anh ta quá. Chi bằng là cứ úp một status trên Facebook chưa đầy 30 giây thì cô Siêu Nguyễn Phương Hằng sẽ nhận được ngay ấy mà. Ngay lập tức bà Phương Hằng đã trả lời về vấn đề này trên sóng livestream của mình vào tối ngày 17 tháng 3 vừa qua. Bà nói, tôi nghe nói Nguyễn Xin nói địa chỉ cho tôi nhưng tôi không nhận được. Bây giờ nói địa chỉ thật, tôi sẽ đến ngay và luôn, tôi không đến nhà nó, tôi làm con chó. Tôi hứa với quý vị, tôi đi hỏi tội từng đứa một mà không vi phạm pháp luật. Từ là Vi Nổ cho đến Hàn Sắt, Đức Hiển, Ngô Trang, một mình tôi và vệ sĩ của tôi, vì tôi đi đâu cũng có vệ sĩ là điều bình thường. Tôi không làm gì sai, tôi không manh động, nhưng đừng đụng vào tôi là lớn chuyện, tôi chỉ cần đối chất và hỏi thôi. Trong khi đợi cơ quan chính quyền xử lâu quá, mà quyền lợi của người dân ngày càng phẫn nộ nên tôi xử ra ngồi ra khoai rồi tiếp tục công việc thiện nguyện. Như vậy, theo lời cô Siêu Đại Nam, bà không hề nhận được bất kỳ tin nhắn địa chỉ nào từ anh Nguyễn Xin, anh chàng hiệp sĩ mõm, lại còn tiếp tục nổ. Nữa rồi, để người ta gọi mình là nổ thì kỳ quá phải không Nguyễn Xin? Thì sau đó Nguyễn Xin lên ngay một bài viết ghi rõ ràng địa chỉ nhà để chứng minh bản thân đi nào. Có đủ chứng minh, ông Hiển vi phạm pháp luật tại sao công an thành phố Hồ Chí Minh không khởi tố? Quý vị thân mến, lùm xùm drama của cô Siêu Nguyễn Phương Hằng hiện nay không chỉ dừng lại ở góc độ bóc phốt những câu chuyện trong showbiz Việt, mà nó còn đã được nâng lên một tầm cao mới, một ý nghĩa mới là đòi lại công lý công bằng cho xã hội hiện nay. Không khó để bắt gặp những bình luận tha thiết mong là chấn chỉnh hệ thống phía Nam, lấy lại lòng tin của nhân dân. Nhưng nhân vô thập toàn, khả năng con người thì có hạn, đề nghị đảng và chính phủ nên trực tiếp chỉ đạo cho những
là vị trong Bộ Công an có đủ tâm và tầm, tài đức giúp cho nhân dân giải quyết ổn định sự việc này đã kéo quá dài và hiện nay cả một tập đoàn phản động lừa đảo trong và ngoài nước câu kết với nhau, dùng đủ chiêu trò sai khiến những phần tử bất hảo mặc sức làm loạn với những chiêu bài được làm vua thu làm giặc, gây hoang mang, mất niềm tin cho nhân dân, xáo trộn cuộc sống bình yên, ảnh hưởng tinh thần chống dịch của bà con và các cấp cơ quan, tha thiết cầu khẩn khi bế tắc về niềm tin và công lý. Người ta có thể làm tất cả, đề nghị khẩn trương làm sáng tỏ vụ việc bà Phương Hằng đã tố cáo, sơ dĩ có những lời khẩn cầu tha thiết của nhân dân kêu gào, Trung ương vào cuộc là bởi những văn bản kết luận dạo gần đây liên quan đến nghệ sĩ ăn chặn từ thiện, lang băm Võ Hoàng Yên vẫn còn khiến dân tình hoài nghi và lấn cấn. Mặc dù thượng tôn pháp luật tin vào quá trình làm việc của các cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đâu đó người dân vẫn chưa thỏa mãn với thông báo này. Đặc biệt sự việc này càng làm là đẩy được lên cao trào khi mới đây là vào ngày 17 tháng 3, bà Phương Hằng đã hé lộ một thông tin gây chấn động trên sóng livestream liên quan đến vấn đề kêu gọi quyên góp từ thiện bằng tài khoản cá nhân của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, và bà cho biết là việc bịa đặt thông tin bác sĩ khoa trong đợt dịch Covid-19. Tôi đã có một giấc mơ là ông Đức Hiển đã lừa đảo trọn vẹn nhưng không ai dám khởi tố ông ta. Đây là một dấu chấm hỏi rất lớn cho nhân dân đặt ra sau khi ông Nguyễn Đức Thọ chuyển hồ sơ thanh tra của Bộ Văn hóa Thông tin cho Công an. Công an xác nhận có tiền đổ vào tài khoản hồ sơ đã rõ có dấu hiệu phạm tội, tại sao lại không khởi tố? Và câu này là tôi dành cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sự thật mà tôi muốn biết. Vừa giật vụ phát là thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng bị nghi ngờ là ban hành trái quy định pháp luật, hoặc thậm chí có người còn cho rằng thông tin mật của cơ quan công an bị tuồn ra ngoài, cho đến là bộ luật sư Trần Quốc Sĩ tự ý tung tin mật làm việc với cơ quan công an, giờ lại thêm vụ của Nguyễn Đức Hiển có dấu hiệu phạm tội nhưng không bị khởi tố, đã làm cho nhân dân hoang mang và khao khát được Công an thành phố Hồ Chí Minh có câu trả lời thỏa đáng. Bởi thế khi báo Công an Nhân dân có bài viết là bộ quyết định là điều chuyển nhân sự, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Nhân dân đang tin rằng là có một cuộc thay máu toàn diện, lật lại các vụ án trong drama của CEO Nguyễn Phương Hằng, lấy lại niềm tin của nhân dân. Cụ thể vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, thì tướng Tô Ân Sô, ủy viên là Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định điều động Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Đảng ủy lãnh đạo văn phòng và các cán bộ chủ chốt thuộc văn phòng bộ, và Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, sinh năm 1966, quê quán tại xã Nhiệt Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Công an Nhân dân từ năm 2018 đến nay, đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định việc điều động Thiếu tướng Cao Đăng Hưng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng tại Bộ Công an thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương đối với văn phòng bộ và sự tin tưởng đối với cá nhân đồng chí Cao Đăng Hưng. Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ đề nghị Thiếu tướng Cao Đăng Hưng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm trí tuệ cùng với tập thể Đảng ủy lãnh đạo văn phòng bộ và phát huy dân chủ đoàn kết nội bộ để lãnh đạo và chỉ đạo văn phòng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy lãnh đạo văn phòng bộ và Công an thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy trình độ, kinh nghiệm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết cùng tập thể và Đảng ủy lãnh đạo văn phòng xây dựng văn phòng bộ ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng Công an Nhân dân. Khi thông tin này xuất hiện, đông đảo cộng đồng mạng đã để lại bình luận mong rằng là mau chóng, là thay máu, máu sạch để cứu nhân dân, chứ thay máu bẩn thì đâu lại vào đấy. Giấc mơ của bà Phương Hằng đang dần dần trở thành hiện thực. Trung ương thay máu nhằm thanh lọc bớt những nhóm máu có virus. Mong sao là cuộc thay máu này sẽ là một cuộc thay đổi lớn về mặt pháp luật để người dân có lòng tin để đặt hy vọng vào Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nhất là bọn lang băm, gương sĩ nghệ sĩ bẩn, từ thiện phản động, nhà báo hai mặt, luật sư hai mặt, vân vân và mây mây.